Kirakoto, tôi chào bạn ha. Mình là Nghĩa, mình làm cái TV Game Sức ở Việt Nam, thành một quan dân mình làm nha. Hôm nay mình làm cái chuỗi những vấn đề hay gặp trong Game Sức và xử trí nha. Đây chuỗi mình gồm 8 video. Thì lần trước mình có thể nói về vấn đề về khó hoặc không thông khí được cho bệnh nhân ha. Tụt huyết áp, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, sốc phản vệ, giảm nhiệt độ, tăng nhiệt độ. Và hôm nay mình sẽ nói về vấn đề về giảm nhịp tim nha, bradycardia. Bradycardia causes increased vagal stimulation surgical vagal stimulus cranial bladder surgeries anesthetic drugs propofol fentanyl spinal anesthesia hypoxia myocardial infarction and heart block do tăng cái kích thích thần kinh phế vị trong phẫu thuật hoặc là những kích thích phế vị trong ví dụ như là phẫu thuật về não phẫu thuật bàng quang hoặc là những cái thuốc về gây mê giống như là propofol fentanyl hoặc là những thức như là gây tê tủy sống dẫn đến là gây chậm nhịp tim ha hoặc là hypoxemia gây giảm oxy giảm nồng độ oxy trong lượng oxy trong máu ha hoặc là myocardial infarction nhồi máu cơ tim hoặc là heart block những cái thuốc mà gây giảm hoạt động của cơ tim ha. Về treatment về điều trị ha, call for help and a defibrillator ha, mình gọi sự giúp đỡ và mang máy tạo nhịp tới nha. Turn on FiO2 to 100%, verify oxygenation, ventilation adequate. Tăng cái nồng độ oxy lên 100% nha, xác định về cái lượng oxy và lượng thông khí đảm bảo đầy đủ cho bệnh nhân nhé. Give glycopyrrolate or atropine, atropine thì 0.6 mg IV. Thì có thể repeat đọc đại liều là repeat up to 3 mg. Stop surgical stimulations, dừng cái sự kích thích của phẫu thuật if laparoscopy, thì soft light, nếu mà dựa trong cái em nội soi thì ở bên trong cái phẫu thuật nội soi bơm khí thì mình phải giải áp khí nha. Trong khi mình bơm khí CO2 vào thì nó dẫn đến cái tăng kích thích cái ngay kinh phế vị nhé. If atropine is ineffective, start adrenaline infusion or start transcutaneous pacing. Nếu thuốc atropine là không có hiệu quả thì bắt đầu là dùng adrenaline nha và tạo nhịp qua da nha. Consider turn off volatile anesthetics if patients remain unstable nha. Tắt cái thuốc gây mê khí nha, nếu bệnh nhân mà không được ổn định thì mình chuyển sang những thuốc gây mê khác nha. Call for expert consultant for general cardiologist, gọi chuyên gia tới nha, đặc biệt là tim mạch nha. Assessing for drugs induced causes, mình sẽ đánh giá có những thuốc nào mà có gây ra những chậm nhịp tim như là beta blockers, như là thuốc chống beta 1 nha. Tim ha dẫn đến là chậm nhịp tim hoặc là calcium channel blocker những thuốc về chậm về calcium channel digoxin những trường hợp như vậy nhưng mà nếu mà tại vì thuốc beta blocker thì mình dùng dùng glucagon hoặc là tại vì thuốc calcium channel blocker thì mình sẽ đưa cho bệnh nhân về calcium chloride nhé rồi call for cardiology consultants if myocardial infarction suspected. Gọi chuyên gia tim mạch tới ha, nếu mà mình nguy cơ là bệnh nhân có khả năng là do nhồi máu cơ tim thì ví dụ như mình nhìn nhìn, nhìn, nhìn tim nhé. Rồi xin chào các anh chị đã theo dõi nha, bài này rất là ngắn nhưng mà là video cuối cùng trong cái chuỗi của mình. Sau đó mình sẽ làm thêm những cái video khác liên quan đến gây mê sức. Các anh chị nào mà hoặc là các bạn sinh viên nào muốn mình làm những topic nào thì có thể comment ở dưới nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé.